Mình chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, kênh Khám Phá Huế. Thì trước mặt các bạn đây là một công trình kiến trúc, một cái lăng của một cái vị vua thứ ba của đời Nguyễn, chính là lăng vua Thiệu Trị. Rồi, lăng tẩm của các vua chúa thời xưa thì thường là có hai phần, là phần lăng và phần tẩm. Phần tẩm là cái nơi vua nghỉ ngơi và làm việc, còn phần lăng là cái nơi mà chôn mộ của vua. Thì mình sẽ giới thiệu từng phần cho bạn xem. Đây, trước mặt các bạn đây là một cái hồ Bản Nguyệt. Đó, nước thì hiện tại là mùa hè, trên hồ cũng có sen. Và phía trước đây còn có một bức bình phong nữa các bạn. Đây, mình sẽ cận cảnh cho các bạn xem cái bức bình phong. Cũng qua hơn gần 200 năm thì những cái công trình ở đây một phần nào nó cũng đã chuyển đã xuống cấp rồi các bạn. Các bạn cũng thể thấy là ngói có một phần là đã bị sức mẹ. Đây. Ở đây thì nằm trong một cái rừng thông rất là lớn các bạn, nên tiếng vẽ kêu cũng rất là nhiều. Qua mùa hè thì âm thanh của tiếng vẽ lúc nào cũng là nhiều. Đây là cái lối chính để đi lên. Mình có thể thấy là hai bên là có những cái sự các bạn này. Đấy thì cái lối đi lên thì mình thấy được chia làm 4 tầng. Nói sơ qua về những cái vị vua thời Nguyễn thì những cái vị vua thời đầu á là có những cái lăng rất là lớn, rất là đẹp. Thời những cái thời này thì những cái vị vua chú trọng về lăng tẩm mình rất là nhiều. Tuy nhiên thì vua Thiệu Trị là lăng này là được vua Tự Đức xây, tại vì lúc mà ông Thiệu Trị mất thì cũng không ngờ đến là mình mất đột ngột để mà xây lăng trước, dự trù trước. Rồi, trên đây là cái phần cổng tham quan các bạn này. Đây thì mình có một cái thấy có một cái đỉnh. Cảnh này là chắc làm bằng sắt các bạn. Bằng sắt nên là hoen rỉ khá nhiều rồi. Ở trên thì những cái kiến trúc này cũng đã bị hoen rỉ. Thì trước theo mình nghĩ là kiến trúc hình rồng, nhưng mà quá thời gian bị oxy hóa nên cũng là bị hoen rỉ khá nhiều rồi. Tiếng vẽ kêu rất là lớn các bạn, nếu hơi ôn thì các bạn thông cảm với mình. Đây thì cái cổng vào tham quan này mở được mà một bên điểm cho khách du lịch tham quan các bạn. Đó, cái lối vào các bạn cũng có thể thấy là trên những cái bậc là những cái con rồng, hai con rồng ở giữa thì sắc nét hơn hai con rồng hai bên. Vào đến giữa cổng đây thì mình thấy trên cổng là có một cái tấm gỗ ghi ba chữ, nhưng mà quá mau thời gian và sự xuống cấp trầm trọng rồi. Các bạn có thể thấy là phần gỗ bị rêu và bị mốc nó đen luôn này. Đấy, những cái hoa văn như này cũng là xuống cấp nhiều rồi các bạn. Đây là cái công trình kiến trúc này cũng tồn tại khá lâu và thời tiết Huế thì cũng thất thường. Đây là những cái hoa văn mình nghĩ là hoa và những cái hoa văn rồng. Rồi, mình sẽ tiếp tục vào trong. Đây có một cái lầu gác đi lên các bạn này, nhưng mà đã ướt bóng cửa rồi, tại vì mình nghĩ khu vực này điểm đi lên là cực kỳ không an toàn. Bạn có thể thấy là những cái cột này là cũng bị tróc hết đưa ra những cái sơn. Đó. Đây là cái phần điểm chính. Hai khu vực này, hai bên này đã xuống cấp quá nhiều rồi nên cũng được chặn lại để mà trùng tu. Bên đây cũng vậy.
thì các bạn cũng thể thấy là cái kiến trúc ở cái điện chính này là cũng giống như kiến trúc cung đình Huế mà các bạn có thể bắt gặp được ở trong Đại Nội hay là một số lăng tẩm của những vị vua khác thôi. Lăng vua Thiệu Trị, hay còn gọi là Xương Lăng, nay thuộc làng Cứ Chánh, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, cách kinh thành Huế khoảng 8 km. Xương Lăng là lăng duy nhất hướng mặt về hướng Tây Bắc, hướng không được dùng đến trong các công trình kiến trúc cung điện, lăng tẩm thờ nhà Nguyễn. Ở phía trong khu vực này thì mình chỉ vào tham quan chứ không được quay phim hay chụp hình trong này, nên mình chỉ quay phía bên ngoài này một chút thôi. Các bạn có thể vào, có thể đến trực tiếp để vào bên trong tham quan. Phía bên trong thì có những cái kiến trúc mà sơn son thiệp vàng hay là cái nơi thờ vua, có những cái bài vị hay là những cái bức tranh đồ rất là đẹp. Các bạn có thể đến trực tiếp. Thì khi mà đến những cái nơi này các bạn chú ý là mình mang trang phục đẹp, không phải đẹp mà nhưng mà phải kín đáo một chút, lịch sự một chút. Đây là rồi tiếp tục mình sẽ vào phía sau phần hậu viện. Thì theo mình biết nơi đây là nơi thờ các bà, các vợ của ông. Đây có một cái khế khá là to các bạn này, chứng tỏ là những cái này trồng rất là lâu năm rồi. Đây có một cái cây vả à, cho bạn nào chưa biết thì ở phía cái này gọi là cây vả nha các bạn. Bạn có thể thấy là những cái tải vả này cũng không không to lắm nhưng mà để mà làm rau sống hay là để kho tôm làm gỏi cũng rất là ngon nha các bạn. Đến Huế thì các bạn có thể đến một số cái nhà hàng nào có cái món vả này để thử trải nghiệm cái ẩm thực của tại vả của Huế. Đây là phần phía sau của cái phần tập điện của vua Thiệu Trị các bạn. Đây thì có những cái cảnh cái nhạc và ẩn trong rừng thông. Đây thì mình cũng có thấy một cái dáng thơ. Rồi, đây là cái phần bên trong các bạn này. Đây là có bài những cái dáng thơ. Thì đây là một trong những cái dáng thơ. Cũng có bánh. Còn ở đây thì có rất là nhiều bài vị đúng không các bạn này, được thơ chung với nhau. Những cái bài vị có cái màu màu sẫm và tương đối là xuống xuống màu rồi. Đây là những cái vị cung phi. Đây thì cũng có một cái dáng thơ nữa, cũng giống như cái dáng thơ phía bên trái mình vừa quay. Rồi cái khu vực này thì chỉ như vậy thôi, không có cái kiến trúc gì đặc biệt nữa. Vua Thiệu Trị, tên Húy là Nguyễn Phúc Miên Tông, sinh năm 1807, là vị vua thứ ba của triều đại nhà Nguyễn, là con trai trưởng của vua Minh Mạng. Sau khi lên ngôi được 7 năm, vua Thiệu Trị lâm bệnh và băng hà vào năm 1847, hưởng thọ 41 tuổi. Lúc sinh thời, ông chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ xây cất Xương Lăng cho mình, nên khi vua Thiệu Trị băng hà, thi hài của ông được quan tại điện Long An, cung Bảo Định 8 tháng. Sau đó, vua Tự Đức nối ngôi và tiến hành xây lăng cho vua cha. À, mình vừa tham quan cái phần tẩm là cái nơi thờ của vua. Bây giờ mình sẽ tiếp qua phần lăng. Thì giới thiệu các bạn đây là cái phần lăng và mình đi từ phần tẩm qua. Trước mặt thì cũng có một cái hồ bán nguyệt, cũng có một cái tấm bình phong và đây là có một cái đường dẫn nước vào. Đó đúng rồi. Đây sẽ vào trong cái hồ sen phía sau nữa, bao quanh lại. Mình sẽ tiếp tục đi vào các bạn xem nữa. Hiện tại thì ở đây là mùa hè và đợt này dịch cũng bùng phát trở lại nên cái lượng khách du lịch ở đây rất là ít các bạn. Chỉ có một vài người nào đó biết đến nơi này và nơi này cũng khá là xa so với những cái lăng mộ khác của những cái vị vua khác như là vua Tự Đức thì rất là gần hơn.
Tuy nhiên đây cũng là một cái điểm đến cũng để mà tham quan hay là tìm hiểu thêm về cái vị vua này. Bạn thì có thể thấy là cái bức bình phong phía trước này các bạn. Đây là có cái không gian khá là rộng. Đây có một cái kiến trúc tam quan. Những cái cột này được khảm bằng những con rồng quấn quanh như là những cái kiến trúc khác mình từng quay. Phía bên thì cũng có những bức tường là tường voi, tường ngựa, tường những vị quan văn và quan võ ở hai bên đang châu để mà bảo vệ, cũng như là một cái nét kiến trúc của Lăng Tẩm ở Huế. Đây thì mình thấy có một cái nhà bia các bạn. Mình sẽ vào quay các bạn xem. Nhà bia thì phải đi lên trên một cái tầng khác tiếp theo nữa. Đây thì mình thấy những cái bờ bao xung quanh ở đây là xuống cấp rất là nhiều các bạn này. Mà thấy là đã bị đổ rất là nhiều rồi. Những cái gạch đây là hư hỏng, gần như là sụp đổ, mất đi những cái kiến trúc cũ ban đầu hết. Mình sẽ quay bên đây có một cái nơi để bảo quản một cái bức tường này các bạn. Đây thì có một cái bức tường. Mình chụp cái góc này cho bạn dễ xem hơn. Con này là mình không biết là con ngao, con nghê hay là con lân, nhưng mà đại khái là có hai con như vậy, hai bên châu vào ở trong cái khu vực cái bia này. Ở trên thì mình thấy cũng có mái, cũng có xây dựng để mà bảo vệ hai cái công trình này. Và mình sẽ vào cái nhà bia này để quay các bạn xem cái bia này nó có kiến trúc như thế nào các bạn. Đây các bạn có thể thấy là tường cũng đã bị nứt này các bạn. Đó. Con rồng này cũng bị nứt đứt đôi nữa. Thì cũng có một cặp rồng. Xung quanh là được chống lên bởi những cái thanh sắt các bạn này, để cho khỏi bị sụp đổ. Và mình nghĩ sau này cũng phải có những cái biện pháp để mà trùng tu lại cái di tích này. Đây thì mình sẽ quay các bạn xem là những cái kiến trúc trong đây không chắc chắn các bạn. Ở đây cái bia này là cực kỳ lớn luôn. Mình sẽ ghim cái phần dưới video để mà các bạn biết cái đấy là cái bia gì nhé các bạn. Trên phương diện phong thủy, Lăng Tiểu Trì lại có nhiều nét gần gũi với Lăng Gia Long, thể hiện ở việc sử dụng các ngọn núi tự nhiên và gò đất nhân tạo để làm nên bình phong, hậu chậm. Ngoài ra, hai lăng còn giống nhau ở chỗ không xây la thành, khu vực lăng mộ và tẩm điện biệt lập song song với nhau. Đây là cái phần phía sau cái nhà bia các bạn. Có một cái kiến trúc là đã bị đổ nát hoàn toàn. Thì hai bên thì có hai cột trụ rất là lớn. Đây, bên đây và bên đây. Đó. Giờ mình sẽ đi lên đây. Đây thì có một vài bậc thang để đi lên. Đây các bạn có thể thấy là kiến trúc đã sụp đổ rồi hoàn toàn luôn. Chỉ còn lại phần mỏng. Đây thì các bạn có thể thấy là kiến trúc cũ là những cái viên gạch có hoa văn rất là đẹp. Bây giờ thì chỉ là còn lại là đống đồ nát. Trên chỉ còn phần đế. Đây, phía sau cái phần này là chính là cái phần lăng của vua các bạn. Đó. Thì hiện tại phía xa kia là phần lăng của vua. Sau cái phần này là một cái kiến trúc cũng là một cái cổng nữa, một cái cổng đi vào, và
có những cái hồ nước ở bên, ngắn làm 4 phần, có hai cái cầu nhỏ nữa, hai bên nữa. Còn phía sau kia là phần khu lăng mộ thì mình thấy được bị khóa rồi, không tham quan được. Đó nên mình chỉ quay cho các bạn để ngang đây thôi. Rồi, như vậy thì mình vừa giới thiệu cho các bạn một cái lăng của một vị vua Triều Nguyễn, vị vua thứ ba Triều Nguyễn, vua Thiệu Trị. Đó, nếu các bạn có thời gian rảnh thì mình ghé ngang để mà thắp hương cho ngài cũng như là tham quan về kiến trúc của một cái lăng tẩm ở Huế. Rồi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu thấy hay đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.